5 cách giúp bạn chọn mua bình giữ nhiệt tốt và an toàn cho sức khỏe. Nếu bạn đang có ý định mua bình nước giữ nhiệt sử dụng và mong muốn chọn được bình nước có chất lượng tốt thì bạn nên áp dụng 5 tuyệt chiêu dưới đây. Bởi bình nước giữ nhiệt trên thị trường có không ít loại khác nhau, nhưng không phải loại bình giữ nhiệt nào cũng tốt nên bạn cần chọn lựa thật cẩn thận. Một số bình giữ nhiệt được làm từ những chất liệu không an toàn cho sức khỏe, việc sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn một lựa chọn thương hiệu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đầu tiên để chọn được bình nước giữ nhiệt loại nào tốt nhất bạn cần lựa chọn loại bình có thương hiệu trên thị trường thương hiệu này cần được nhiều người biết đến và đã tin tưởng sử dụng ví dụ như bình giữ nhiệt lock and lock của hàn quốc bình Zebra của thái lan bình giữ nhiệt enbit của cộng hòa che bình giữ nhiệt jojirushi của nhật đây đều là những thương hiệu bình giữ nhiệt có chất lượng tốt thương hiệu nổi tiếng thiết kế và giá cả rất đa dạng. 2. Lựa chọn chất liệu và cấu tạo bình giữ nhiệt. Về chất liệu, bình giữ nhiệt được nhận biết bằng hai phần cơ bản là lõi và vỏ. Chất liệu làm lên hai phần này cũng thường khác nhau. Đa phần các bình nước giữ nhiệt trên thị trường hiện nay đều được làm từ inox. Nhưng cũng có rất nhiều loại inox khác nhau. Dòng inox phổ biến nhất sử dụng trong sản xuất bình lõi giữ nhiệt là inox 304 hay còn gọi là thép không gỉ. Đây là nguyên liệu thường dùng trong sản xuất những dụng cụ đựng thực phẩm bởi tính chất không bị hoen gỉ và không chứa các chất độc hại. Bạn nên lưu ý, các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng dùng đựng nước nóng một thời gian thường bị gỉ sét rất nhanh là do chất liệu tạo lên bình không đảm bảo chất lượng. Sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều và khi đó bạn mua rẻ cũng thành mua đắt rồi. Khi mua bình giữ nhiệt inox e bạn cần để ý chọn lọc kỹ lưỡng, kiểm tra xem chất liệu bình có an toàn không nhờ chi tiết thông tin ghi trên sản phẩm. Về cấu tạo bình, bình giữ nhiệt chất lượng sẽ có cấu tạo hai hoặc ba lớp tùy mẫu mã, chất liệu inox an toàn với người dùng. Bình thông thường có cấu tạo gồm hai phần đó là nắp bình và thân bình. Nắp bình giữ nhiệt cũng thường hai loại nắp, nắp giữ nhiệt bên trong và một nắp khác bên ngoài. Chức năng của nắp là giúp ngăn hơi nước và nhiệt thoát ra bên ngoài hiệu quả hơn bạn nên chọn loại bình có nắp nhựa nguyên sinh thường bóng và không có mùi. Khác với các loại nhựa tái sinh không có độ bóng, lại hay có mùi hôi rất khó chịu. Các sản phẩm có lắp bằng inox e cũng là lựa chọn an toàn cho bạn. Để giữ nhiệt tốt thì nắp thường được trang bị doan silicon giúp nắp đóng kín và tránh làm rò gỉ nước trong khi sử dụng. Thân bình được chia làm hai lớp, trong đó lớp vỏ ngoài cùng thường được trang trí và thiết kế rất bắt mắt. Lớp chân không giúp cách nhiệt hiệu quả để giữ nhiệt tối đa cho phần lõi bên trong cùng. Vỏ bình, vỏ bình đa số được làm bằng nhựa nhưng đa số các sản phẩm tốt hiện nay thường có vỏ làm bằng hợp kim. Cùng chất liệu inox 304 với ruột bình hoặc là thép không gỉ khác. Lớp chân không, lớp chân không nằm ở giữa ruột bình và vỏ bình có tác dụng cách nhiệt, ngăn cách môi trường nhiệt bên trong và bên ngoài bình, giữ cho nhiệt không bị thất thoát giúp cho thời gian giữ nhiệt hiệu quả trong khoảng 8-24 tiếng tùy từng loại bình. Ruột bình, đây là lớp trong cùng và là phần tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nước, trà, cà phê, đá nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sự an toàn của người dùng. Ruột bình của những bình nước hãng nổi tiếng đa số được làm bằng chất liệu inox 304 rất an toàn và giữ nhiệt tốt. 3. Chọn bình theo mục đích sử dụng. Để chọn bình giữ nhiệt nào tốt nhất cần xem xét mục đích sử dụng cụ thể để tăng hiệu quả tối đa nhất. Chọn bình để mang nước, đựng cháo, đi học, đi chơi, chơi thể thao. Mỗi một mục đích sử dụng bạn sẽ chọn cho mình một loại bình khác nhau về dung tích, kiểu dáng. Nếu bạn muốn mua một chiếc bình chỉ để giữ ấm hoặc lạnh cho nước, thì bạn chỉ cần mua những loại bình giữ nhiệt nóng lạnh thông thường. Nếu bạn muốn mang bình giữ nhiệt theo đi làm hoặc đi ra ngoài trời thì bạn nên mua những chiếc bình đựng thực phẩm giữ nhiệt tốt hơn chẳng hạn. Nếu bạn chọn bình để giữ cháo cho bé cũng nên chọn những loại bình có miệng rộng hơn. Dung tích bình giữ nhiệt tối thiểu thường khoảng từ 300ml trở lên. Tùy vào mục đích sử dụng bạn sẽ lựa chọn bình có dung tích phù hợp. Do đó, bạn không nên chọn các bình quá nhỏ hay quá lớn với nhu cầu bản thân để được sử dụng bình tốt nhất. Trên thị trường này có những sản phẩm hàng giả được độn cắt vào đáy bình nhằm tăng trọng lượng và tạo cảm giác như bình được làm từ inox dày dặn, chắc chắn. Phần cắt này nếu tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh sẽ gây tích tụ hơi ẩm. Mùi khó chịu và cũng không có khả năng giữ nhiệt tốt nhất. Bạn nên biết rằng, các sản phẩm bình giữ nhiệt tốt không phải là loại bình nặng mà là cần có nhiều lớp cách nhiệt. Thường thì các loại bình giữ nhiệt inox sẽ giữ nhiệt trong khoảng 8-24 tiếng một số có thể giữ nhiệt trên 24 tiếng hay thậm chí 48 tiếng. Nếu bạn đi học, đi chơi, thám hiểm thì bình có khả năng giữ nhiệt từ 8-24 tiếng sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bạn. Còn nếu bạn chỉ chơi thể thao, tập gym thì nên lựa chọn loại bình giữ nhiệt từ 6-8 tiếng. Tùy vào mục đích cụ thể bạn sẽ chọn được loại bình phù hợp nhất cho mình. 4. Chọn bình theo cảm quan nếu bạn chọn bình bằng cách cảm nhận cầm nắm bạn cũng nên chú ý những điều dưới đây nhé lớp vỏ của bình giữ nhiệt có thể được làm bằng nhựa hoặc bằng inox để đảm bảo hiệu quả nhất khả năng giữ nhiệt và độ bình nhưng nếu vỏ bình được làm bằng inox sẽ là tốt nhất do đó bình giữ nhiệt tốt có độ dày và nặng đầm tay không dễ bị đổ đáy bình dày và không tạo tiếng vang khi búng tay vào bình kém chất lượng được mạ xi si ở đáy để hãm thanh những bình giữ nhiệt chất lượng tốt cũng thường được đúc nguyên khối, không có gờ hay giáp mí ở miệng bình hay tay cầm. Nắp bình kính và bằng nhựa có độ bóng, không mùi hôi của nhựa. Bình giữ nhiệt kém chất lượng sẽ có thành inox mỏng, đáy bình được thêm cắt vào để tạo độ nặng giả. Bình thường có mùi hôi khi gặp hơi nóng rất khó chịu. 5. Chọn điểm bán hàng uy tín điều quan trọng không kém khi bạn muốn chọn mua bình giữ nhiệt tốt nhất chính là cần chọn địa điểm bán hàng đảm bảo chất lượng hiện nay có rất nhiều địa điểm bán bình nước giữ nhiệt cửa hàng hay siêu thị và mua online được nhiều người lựa chọn nhất chính vì vậy bạn cần chọn được địa điểm mua hàng uy tín để được đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ